Nghệ thuật thổi giá của cò đất. Bước 1, gom hàng. Cò đất sẽ mua một số lượng lớn hàng từ người dân với mức giá rẻ và đang ở đáy. Thường thì họ sẽ dành phần lớn số vốn để làm điều này. Bước 2 là làm nóng thị trường từ số vốn còn lại. Giai đoạn 1, tạo giao dịch thật để lấy đà. Các nghệ nhân cò sẽ quay lại và mua đất của người dân với mức định giá cao hơn mức định giá ban đầu, nhưng diện tích thì nhỏ hơn nhiều. Và chính những người bán đất là người lan tỏa thông tin này cho họ, mục đích để tạo ra niềm tin có giao dịch mua bán đất thật. Giai đoạn 2, thổi giá. Để thổi được thì chắc chắn là phải còn hơi rồi. Các cò sẽ tạo ra nhiều giao dịch mua bán để đẩy giá đất tăng lên từng ngày. Càng nhiều giao dịch, thị trường càng nóng, quả bóng càng căng. Thực tế thì hoạt động sang tên sổ thì có thật, nhưng tiền thì chỉ luân chuyển trong cộng đồng cò với nhau thôi, và họ chỉ mất mỗi cái chi phí sang tên thôi. Họ sẽ tìm mọi cách để thông tin lan tỏa nhanh và nóng nhất. Lúc này thì tâm lý của các nhà đầu tư sẽ là hoang mang, sốt sắng, không biết nên vào bây giờ hay không. Mỗi ngày trôi qua thì họ sẽ liên tục đấu tranh giữa lý trí và lòng tham, và dần dần lòng tham sẽ lấn át lý trí. Bây giờ họ chỉ cần một lý do để vào thị trường mà thôi. Giai đoạn 3, thu lưới. Khi giá đã đạt đến mức mong muốn của cò rồi thì họ sẽ thực hiện bước chốt lời. Cò sẽ ra một đòn cuối cùng để các nhà đầu tư quyết định vào, đó là giao bán ở mức giá rẻ hơn thị trường từ 10 đến 15% để phá bỏ chút lý trí cuối cùng của nhà đầu tư. Và chắc chắn một điều là nhà đầu tư sẽ vào và hàng sẽ đẩy đi rất nhanh. Lưới đã thu, cá đã về, cò cũng sẽ cuốn gói, chỉ để lại những vỏ ốc cho những nhà đầu tư đang ôm mộng làm giàu. Thời điểm hậu thổi giá, thị trường bắt đầu hạ nhiệt nhanh chóng do không còn giao dịch ảo thì các anh cò đã bỏ đi rồi. Đến lúc này thì các nhà đầu tư đã tỉnh ngộ ra, nhưng đã quá muộn rồi. Cuối cùng chỉ ôm lại những khoản nợ, những quyển sổ màu đỏ. Tuy nhiên, nhược điểm của cách thổi này đó là chỉ áp dụng được ở những nơi mà thông tin kém, mập mờ, quy mô nhỏ với bán kính từ 15 km đổ lại, và áp dụng với các nhà đầu tư non, trẻ và mong muốn giàu sổ. Vậy ở những nơi khác họ sẽ thổi kiểu gì? Các bạn hãy đón chờ những phần sau. Trung Thực Land, tư vấn bất động sản trung thực.